Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm qua mình làm tiệc chia tay xong thì máy bay nó bị đình lại ở bên Hồng Kông, bị bão, cho nên chủ nhật mình mới máy bay về lại bên Hà Lan nha các bạn. Bây giờ mình đi dạo, mình còn ở lại Việt Nam, mình còn đi dạo, còn ăn chơi tiếp tục. Ăn chơi cho đời bớt khổ. Bây giờ mình đang đứng ở quảng trường của Nha Trang. Đây, giờ mình quay lại để làm lưu kỷ niệm. Mình đi ra đây rất là thường mà ít quay lại làm lắm các bạn. Đó, một cảnh bên kia là biển và nhìn qua bên nọ là Vimber. Dạ, đông lắm á hả? Ngày mai lễ mới là đông nữa. Đó là mình Còn bên kia là tháp Trầm Hương. Đó, mình tới đây mình tháp Trầm Hương. Dạ, tới Trầm Hương. Mình tới đây rất là thường mà mình chưa bao giờ quay đó. Bây giờ mình sẵn gia đình mình đi chơi, mình quay để làm kỷ niệm đó các bạn. Rồi, bây giờ mình đi qua bên đường chơi. Đi. Ở đây là đó là khách sạn. Khung cảnh rất là đẹp không? Nha Trang rất là đẹp đó các bạn. Vào buổi chiều đường phố xe đông nữa, đông lúc chỉ sợ luôn. Rồi bây giờ mình qua đường nha. Đây qua đường ở Việt Nam mà cái đường mà đi bộ này là ít xe nè, mà cái đường lớn nha các bạn. Ít bây giờ xe nào mà nhường đó. Này tôi tới nè, nó vẫn đi chạy ào ào luôn, thấy không? Ý là con đường này là con đường đi bộ nha, mà xe nó chạy nè, thấy không? Ở bên Hòa Lan mình mà chạy cái này là cảnh sát nó phạt đó. Nhưng mà ở đây là đường đi bộ chứ nó chạy là chạy à. Mình nhường xe chứ xe nó không có nhường mình đó. Con biết, con đi xong con đi đâu? Dừng xong nó dừng lại. À nó dừng, con nhìn con kênh đó bắt đầu nó dừng lại hả? Dạ. Ai dừng kênh coi ai. Nó nói là nó đang chạy xong có nó nhìn gì xong bắt đầu cái xe đó nó dừng lại. Đó. Nó kênh con nó đâu có nhường đâu, không giống như bên mình đâu con. Còn ở trước mặt mình đó là chợ chợ đêm Nha Trang thì nó bán các đồ lưu niệm nha các bạn. Đây lưu niệm đây quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Mẹ này đó, bây giờ gia đình mình đi dạo biển chút xíu. Chơi dạo biển đó. Mà mới làm đẹp cho nên bây giờ phải mang khẩu trang, lại đi chấm tàn nhang đó, cho nên giờ phải làm mà mang khẩu trang nha. Lạ quá da mình phải chấm cái tàn nhang, chấm bỏ nên hơi xấu nha. Quá xấu chứ hơi xấu gì. Mama đẹp mà, Lê Vy nói mama đẹp mà. Đây, gia đình mình nó về ra cho từ nhỏ nó đi chơi ở chỗ đây, vào cảnh vào biển. Đây bà ngoại. Mẹ già 77 tuổi còn gan không đi chơi đi dạo không đó. Bây giờ là ở chỗ đây đang chuẩn bị đi ngày mai làm lễ 2 tháng 9 sao đó, đó. Mới làm lại mà làm này là có cái gì đâu đại kiểu làm đại sẽ kiểu kiểu cỡ làm lễ đâu chứ trước nó nằm mặt trước đây bắt đầu giờ làm lại và lại phía sau. Trước là cái biểu tượng là cái cọc cờ quảng trường hãng tự đó, nó nằm mặt trước này. Giờ lại phía sau mặt biển. Cái này là giờ lại mặt sau phía sau mặt biển. Trước là nằm mặt biển. Tuy làm lễ là gì tiếp cận. Mai là lễ hai tay. Ngày mai lễ là Nha Trang rất là vui. Rồi giờ mình đi dạo vòng biển nha. Đi dạo vòng biển cho các bạn xem nha. Bên kia coi là anh kia quay phim YouTube luôn hay gì đây. Đâu dừng lại đó con, ba đâu dừng lại. Ba quay con hả? Đi mau lên hả? Đây nè ba quay con nè. Hả? Bye bye. Đi về hả? Rồi đi về đi. Bye bye.
Thì mình đi dạo vòng vòng biển mà, chứ đâu đi chợ hoài. Đi chợ hoài hết tiền rồi. Đây nè, bây giờ đi lên tháp Chụp Hương. Về vào biển ha, lên tháp Chụp Hương. Dạ. Đi ra quay mợ nè. Lấy mợ ở xứ biển mà mợ còn đi ra biển nữa nè, thấy không? Vào biển ở này đông không chứ hả? Wow. Ghen. Ra tắm biển hay con? Ở biển ở đông bây giờ luôn. Dạ. Bắt đầu chuẩn bị lễ cho nên đông vui mà. Giờ Ken đi tắm chưa? Ken. Đi mình đi thả bộ tới thả cho mình quay rồi. Thì đó đông lúc đẳng luôn mà. Nè. Đông lúc lần kia luôn á, đó thấy không? Xôm lại hết, xôm hết ra luôn rồi đó. Có buổi chiều là buổi sáng mà sáng khoảng 4-5 giờ sáng cũng đông rồi, chứ chiều cũng đông. Dạ, sao? Nhưng mà coi tắm bữa nay mở ra tao nói chị. Chi vậy? Mở ra tao nói chị. Mất công tao nhìn má mà xấu sao? Trời mà, trắng kìa. Dạ. Ủa vậy sao có mụn vậy? Ừ, đừng. Đó mới mai làm mà. Nó nói, nó hỏi em. Đó, bây giờ nhìn ra đã là bữa mà quay đó, Vinber. Rồi, cái chiều giấc sáng là bà con ở đây ta đi tắm đông lắm. Mà mới làm... Mà mình ở biển mình không chịu đi tắm biển. Mình ở biển mình không chịu đi tắm biển. Biển mình không ăn đồ biển luôn. Dạ. Sao mà... Giống mình đi chợ trong đó đó, hôm bữa mình đi đúng không? Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình thấy còn mấy người nữa. Còn 4 người chưa tới. Là bao nhiêu người? Tổng cộng mười mấy người đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 với lại 17 người. 17 người để mình đến ăn nấu cái bây giờ vô luôn á. Dạ. Đi vô đi vô. Vậy ăn lát em đi á nha. Đi vô con. Bây giờ là Thank you.
tầm, nuôi cá tầm, ăn cá tầm. Bên đây là cá tầm. À, đây là cá tầm. Ở đây là bò, mực ở trên, tôm càng, tôm xuống, tôm thị. Ghẹ trong hồ nha cô. Ồ, ghẹ sống luôn á hả? Ghẹ sống, bỏ vô lẩu. Đây. Ghẹ sống, tôm sống. Đây có ghẹ sống, tôm sống, bò hồ luôn. Ghẹ sống nè. Ghẹ sống luôn, mấy ghẹ. Tôm sống luôn. À, con mồng, sò mồng. Ở đây là con mồng. Có nghĩa là sò dương á. Tôm sống luôn các bạn. Không mà nói thật lòng chứ cái này là còn hơn cái bữa mình đi ăn ở Sài Gòn đúng không? Cô cứ ăn bao nhiêu cô cứ gắp. Dạ. Ăn bao nhiêu cứ gắp. Ăn thoải mái. No thôi. Dạ. Cảm ơn. Đây các loại rau đây. Ok đúng không? Có nấm. Cũng sạch sẽ nó chị. Dạ sạch sẽ sạch son hả? Sạch son, cái này là cải cúc. Cải cúc. Mùng tơi. Cải, rau muống. Tôm với ghẹ trống thì đó là mình ăn dạ, mình tự lấy. Dạ.
nó chỉ đem nước ra thôi, tự cho nên đồ mình tự nấu nha. Tâm tích cho mình luôn á các bạn, nếu mình cần thì người ta cắt cho thẳng cho mình luôn. Nó cắt sẵn ra cho mình luôn. Đây là cắt cho mẹ. Đây cắt cho mẹ nè. Uống nước vàng nước lòng có đầy đủ là không. Nói sao đây em? Đây có lẩu nè kia ok em đó. Giờ tập tích các cái sản này cho mình. Này má sướng không? Má được các tôm tích sẵn luôn nè, thấy không? Ăn tôm ngon mà. Không được không? Ngon. Cũng như nhà mình cái mấy đâu cái ngon dữ thôi. Mất chảy là hồi quá. Mất cao. Nhà mình mang hoài ra đem tôm tôm. Để bỏ tay. Thôi kia một kêu mát lên cái quảng cáo cho người ta. Vậy nước đây là chị đi gắt đồ bỏ qua đúng không? Dạ dạ. Bên em có kiện và có tôm rất là ngon. Có tôm rất là ngon. Đâu cho thử cái chân gà ngon. Gà má ăn đi má. Ăn đi má. Ăn thử cái chân gà ngon. Là chân gà nó làm không? Chắc thịt trước. Chắc thì ngon mới làm. Ngon chứ. Nó cơm một cái thịt trước tốt. Ngọt như thịt trước. Đó, mình chờ có mọi người thật là cơm. Mình chờ các bạn. Bỏ vô cái món lẩu đây có gì mực bò hả tôm thì mở cái này gọi là ba chỉ được đây món bắp rừng sầm trong nhà nó lẩu đó trời ngày tôm mình chỉ thích thịt ba chỉ gì á bò bắp nữa có mực cái này kia giờ có dẫn không ăn
thoải mái. Có ghẹ với tôm sống nó nuôi trong hồ luôn á. Bây giờ tắt nhạc rồi, bây giờ mình quay được chút xíu. Ổ này là cái của cá tầm đúng không? Đây là cá tầm nấu lẩu nè các bạn. Cá tầm thì hơi nhỏ. Nhưng mà nước gì? Em không ăn cá tầm. Là cá nướng này nước gì? Nước gì em chứ? Nước lạnh, nước lạnh, nước lạnh. Nước lạnh nữa, yeah. Cá tầm. Ăn đến đây. Nước súp, ăn mang súp còn không? Đó bây giờ nó tắt nhạc, mình quay được chút xíu không gian quán. Đây mẹ, gia đình mình bữa nay đi ăn hải sản. Chỉ còn ăn lễ chỉ còn thiếu bên gia đình của anh ba nữa thôi. Đây gia đình mình nè. Thấy không? Nãy giờ mà tắt nhạc vài lần quay được chút xíu rồi. Dạ dạ ăn nước hết rồi. Dạ dạ. Nè, má là hảo tôm nè. Đó. Dạ. Dạ kêu làm cái lẩu mới rồi, làm lẩu mới. Để anh chị đây, alo, alo này hiện là đang ăn ăn này là lấy vốn lại luôn nè đó. Xin chào. Đó. Rồi nãy giờ mà con tích mình ăn quá trời luôn nè. Thấy không? Ăn cái người lột muối đi nha. Ăn cái người lột đi nha. Thấy không? Dạ. Dạ. Thấy cái tay người này lộn không? Bây giờ quay quay cái mặt người lộn này nha. Đừng quay mặt nha. Trời ơi, bây giờ ăn ngon không nè? Cái này ăn thấy ngon không nè? Bây giờ em mới làm bún giò với em. Dạ, 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 có thiền nè. Đó. Ăn về đâu có lỗ đâu. Tôi lỗ không? Rồi giờ mọi người nhìn cái tay nha, nhìn tay này biết ai rồi nha. Đó, giờ cái tay không mà nha. Rồi đó. Có gì nếu mà ai mà comment cái tay đó thì mình đưa khuôn mặt cho coi nha các bạn. Đây đây là cái mình sẽ phân tích nè. Không có quay chính em đâu, đừng lo. Đã quay chính một phần xấu quá. Cái bộ nó cũng hơi kìa. Vậy thôi quay cái mặt nha. Đây là cái mình sẽ phân tích nè. Ăn hàng bê dĩa đó, đó, vậy phân tích. Rồi rồi. Vậy là không có lỗ rồi đó. Cái gì nè anh kem? Đó, hồi nãy cái quán mình ăn vừa xong rồi mình đi quay ra lại là cái chỗ này đây nè cô bác. Hồi xưa là cái hàng Dương đây là vui lắm, là mỗi tối là bạn cặp trai gái đồ là hay hẹn hò với này nè. Thì dưới đây là kêu là hàng Dương của bãi biển Nha Trang, là nổi tiếng từ xưa tới giờ đó nha. Thì bây giờ nói chung cũng là làm ra cái khu du lịch đó nên thì làm trang trí lại cũng thấy đẹp hơn hồi xưa. Hồi xưa nó hoang sơ nhưng mà là rất là đẹp tự nhiên á, không có cắt cây tròn cây vuông cây đồ đâu, nó để nguyên một leo lên cái cây mấy cây dương nó mà ngồi chơi ở trên luôn đó là kiểu sao đó. Thì bây giờ nè quá trời luôn, không ngờ vườn của mình đẹp quá trời đẹp. Hố teo thì mọc lên như là nấm luôn, cả hàng trăm
kìa, thì có mấy trăm cái hotel ở đường biển Nha Trang luôn nè. Còn ở bên đây là cũng là hotel, massage, rồi nói chung là đủ thứ. Quán ăn đồ biển này là đó, đông quá trời đông luôn nè. Hai vợ chồng mình đi dạo một dọc đường biển Trần Phú cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Thì nếu mà cô chú anh chị các bạn mà chưa ra Nha Trang mình á, thì nhớ ghé đây một lần cho biết, đẹp lắm. Tuy nó không có rộng giống như là ở ngoài Đà Nẵng thôi, nhưng mà đẹp lắm, lúc nào cũng đông người. Coi nè, tới là dạ đó, đây là bắt đầu là ngày mai 2 tháng 9 là đông lắm, như là chỉ biết đi bộ thôi chứ xe là như cả nhất luôn. Như là công an cũng có gửi tin nhắn, tất cả trong cái thư tin nhắn trong điện thoại là ngày mai là lễ 2 tháng 9, là các bạn lưu ý là chạy xe giờ tốc độ nè, rồi không được uống rượu bia nè, thì giống như là cảnh báo trước, nếu mà không ai mà tuân theo luật giao thông là sẽ bị phạt. Đó, quá trời nè, đó hải sản nè, đông quá trời luôn nè, đủ thứ quán hết trơn. Còn đây là giờ thuộc về ở dưới biển, ở đây cũng vẫn còn hàng dương, chuẩn bị đi lên chỗ ngay cái tháp Trầm Hương rồi. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn nha. Chưa tới Vincom đâu. Biết con Hiền là nó chạy đi đâu rồi. Đó. Dạ. Đó, công an đứng ở giữa đường á, đó, chưa không có chạy ẩu tả, không có được chạy ấy đâu. Tối lên nè. Dạ, đó. Để ngày mai nè, đó người ta chơi nè. Ủa chơi gì? Chơi ca nhạc cái đồ á con. Biết tụi nó đi lâu rồi. Đây, nó xe điện là nó chở mình đi vòng ở đường Trần Phú luôn nè. Còn không? Dạ. Đó, bây giờ mình chở con gái mình đi vô trong Vincom nha. Vincom là này á. À. Con cho biết tên nội. Anh bóp kiện anh xin qua, nó sẽ nhận cho anh qua. Đây có khỏi bóng cho luôn nè các bạn. Rồi gia đình đi. Dạ, gia đình mình đi thôi, đi siêu thị quá. Tại vì muốn mua gì đây? Đó. Con đọc giá đi, mấy đồng rồi con phải coi giá chứ. Con coi thử. 63 ngàn, phải không? Mấy đồng? Lê Vy, ok. Lê Vy, mấy chị cho ông bóng không chơi hả? Không lấy hả? Ăn lên bóng trời. Bánh kẹo. Ở sao mua cho Ken? Đang mua cho Ken nè. Cao. Lá thao. Lá thao. Con mấy tuổi? Ủa 8 tuổi chừng nào có vợ? Lá thao. Ken 8 tuổi mà Ken lớn rồi, còn chị Quyên là 1 tuổi mà chị Quyên được ăn bé. À, khô của siêu thị. Ồ, cá khô này kia luôn nè, có hả? Có hết. Thịt tẩm, mực đồ, tất cả đều có hết ha. Nhìn vệ sơ, các bạn xem. Đây bán nước yếm nè. Lấy con gái cho chị Hai, coi lấy cái gì đẩy chứ không cầm tay được. Đây bán nước yếm luôn các bạn. Qua chơi uống. Đây, mama đi mua đồ cho chị em. Này nó bán có 1 ký có 85 ngàn 900 đồng rồi.
này cái này ngon mà có 8 mấy ngàn hả em, 1 kg luôn, phải không? Mình cũng thích nướng chiên đó. Này các loại xoài trái cây Việt Nam, có thanh long, ổi nè, ổi này em thích nè, nhưng mà coi cứng không nữa. Chuối có cọc non con này nè, măng cục nữa nè, chuối sứ vô đây cũng có nhạc nữa, có sầu riêng luôn rồi, chôm chôm kia mà sầu riêng nữa kìa. Mình vừa mở máy lên là nó mở nhạc lên tiếp. Cái coi cắn nó lòi nó uống nó kìa nè. Giờ quay mama đi chợ nè, hôm qua đây nó bán nhiều, mình bán hôm qua này có 29.000 đồng. Bây giờ mình đi ăn uống, thì đi dạo, dắt con đi Vincom chơi, đi dạo vòng vòng. Xong rồi ra đây nè, ngồi ngồi kêu luôn ly cà phê 80.000 đi. Bà đi 240.000. Chỗ đâu có chỗ mà mất tiền mà. Quay vòng cảnh ra. Đây là chị Linh. Hello. Chị Linh đó. Chị Linh đó. Chị Linh đó. Nó cũng nhạc chơi nhạc cho bé em đó. Ờ chơi nhạc. Ờ nãy đằng kia có cái chợ bán cái gì đằng á, dọn nghiệp đó. Bán lễ gì á. Đây là tầng hầm của khu trạm sạc xe của VinFast. Trạm sạc xe của xe điện của VinFast. Còn đây là chỗ sạc xe Honda. Chỗ sạc xe Honda rất là nhiều nha. Đó, bữa nay mình gia đình đi chơi tới tối luôn, còn ở lại là còn đi chơi. Mình kia sẽ hơi đậu sạc xe nhà kia. Bây giờ gia đình mình đi về. Xấu cho cái nhạc ngày mai 2 tháng 9 để ngày lễ á. Đông dữ lắm. Đó, bây giờ là nè 9-10 giờ mà vẫn còn đông như vậy nè, là ngày mai là hết chen chân luôn. Đây là bên này là hội chợ nè, như là chiều mình quay đó, trong đó hội chợ du khách thì đông lắm. Đi thẳng vô trong luôn. Đây là tháp Trầm Hương nha. Đêm đẹp không? Đêm đẹp lắm. Coi nào đó. Em đâu có mà đeo khẩu trang. Nè đó, tháp Trầm Hương nè. Đây là chỗ ngã ba của Trầm Hương. Đây nè. Quá trời đẹp luôn, đây kêu là Nha Trang về, cái kêu là phố đêm Nha Trang. Nói thật lòng ra nha, cái Phú Quốc á là nó đẹp theo cái cảnh tượng của Phú Quốc. Thì chỉ có cái chỗ mà làng nước anh ha, múa nhạc đêm thôi, với lại mấy cái nhà màu nó sơn màu theo kiểu bên châu Âu bên của mình thôi. Nhưng mà ở Nha Trang này ha, các bạn ra tới đi rồi mới biết được cái cảnh tượng của nó rất là đẹp luôn. Chứ đôi khi mình quay ở trong cái này á, là mình chỉ tóm gọn lại cái khung cảnh và người thôi. Đó, cái đây chỗ nghe nhạc cô mấy em chơi nè. Đó. Đẹp luôn, hấp dẫn luôn. Đó, thấy chưa? Bên này là khách sạn với lại mấy cái shop nó bán đồ biển rồi nè. Dạ. Thấy chưa? Đẹp lắm, cái chạy dài tới trên luôn. Ừ.
ở đây nó có đồ tập thể dục hết cho mấy cô chú bác đồ ở địa phương, họ khách du lịch tới để tập tắm biển xong rồi lên tập thể dục luôn nè. Cái này lên mặt biển nha, đẹp lắm. Đó, còn bên đây là bên mặt này là mặt khách sạn và đồ ăn cà phê. Nói tiếng gì gà? Kêu là tiếng gì gà? À, đứng hàng dương á, là kêu chị Hai đứng hàng dương á. Dạ. Còn cái đây là Nha Trang Center nè, cũng là khu đồ hiệu không luôn nha. Đó, nói chung mà trong đây nó cũng nhiều cái đồ hiệu mắc tiền dữ lắm, mà bây giờ giống như nó dẹp bớt rồi. Cái hồi đó nó mới ra, trời ơi, đông dữ lắm luôn. Những cái thương hiệu bên các nước ngoài có đều được để ở đây có, nhưng mà đi hàng dọc xuống giá tối đã một vòng thôi, trời nó mát ơi là mát luôn. Thật sự mình không có muốn về đâu các bạn ơi, thiệt. Tự thấy quê hương xứ sở của mình với giấc tối, băng sáng nó cũng mát mẻ lắm, còn băng trưa thì nó hơi nóng á, thì do đó nên nó trốn ở trong phòng. Còn giấc chiều mà khoảng 5 giờ đó, đó trời ơi, là đường biển nó đông nghẹt hết trơn luôn, tự vì ai cũng đi làm xong giấc chiều xuống, mặt trời xuống nó mát á, ai cũng đổ xô đi phố, đi đồ cà phê, đi chơi, đi ăn uống đồ nên đông. Cô chú các bạn mình á, kể cũng đi theo hai chồng mình ha. Từ hồi nãy mình đi chỗ ngay cái đường Trần Phú, mình uống cà phê đi ăn đồ đó, đổ bộ đi về tới ngay cái cầu Trần Phú mới như xây nó cũng là mười mấy năm rồi. Nhưng mà chỗ đó là nó bị hơi ùn tắc á. Chỗ ngay cái cầu bóng của mình á, nó làm lại cái cầu mới á. Thì do đó nên bị ùn tắc nhiều. Là ngày mai đây á, là khánh thành cái đường cầu bóng mình, là bắt đầu nó mở cửa ra cho mấy cái xe nhỏ chạy thử. Thì ngày mai mình sẽ cố gắng mình quay cái cầu bóng mới vừa khánh thành cho cô chú anh chị các bạn coi nha. Cái hotel rất là lớn, đẹp, rất đẹp không kìa. Rồi thì mình sẽ xin kết thúc đoạn video này nha. Thì hẹn lại cô chú và các bạn mình ngày mai là mình sẽ quay cái cầu bóng mới cho cô chú các bạn coi tiếp. Từ nãy giờ là cũng đoạn đường cũng hơi khá xa, thì mình quay từ cái hai bên bờ đó, bên bờ một bên là bờ biển, một bên là bờ khách sạn đó, để cho cô chú với anh chị các bạn cảm nhận được là bãi biển Nha Trang của mình nó đông vui và nó đẹp sao á. Đó, đầu tới đầu còn Phú nè. Dạ chưa. Bây giờ tới cầu Trần Phú rồi. Đó. Cái này là tối tối nè, người ta ra biển ta ngồi đông lắm. Đó, đây lên đầu cầu Trần Phú nè. Rồi, ok, một lần nữa mình xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nha. Bây giờ mình xin tạm biệt, bye bye.